Tâm lý học có thể nói rằng là cũng là một trong số những chuyên ngành mũi nhọn tại Đại học Công lập James Cook của chúng tôi, và cũng tại Singapore thì duy nhất trường Đại học Công lập James Cook có chương trình đào tạo về tâm lý được chứng nhận bởi Hiệp hội Tâm lý Úc. Đó. Và đối với chuyên ngành về tâm lý này thì Đại học Công lập James Cook nằm trong top 2% các trường đại học đứng hàng đầu trên thế giới. Và chuyên ngành tâm lý thì có thể nói rằng là thu hút sinh viên tham gia theo học từ các quốc gia mà đã phát triển. Singapore này, thế rồi châu Âu này, châu Mỹ, tới phân viện Singapore của chúng tôi học chuyên ngành về tâm lý cũng khá là đông. Và nhà trường của chúng tôi thì mở ra hẳn một cái gọi là psychology clinic, tức là một trung tâm tư vấn về tâm lý. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng tôi mở ra cái trung tâm tư vấn về tâm lý này để phục vụ cho chính sinh viên ở trong trường. Bởi vì trên thực tế rằng là chúng tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp các em học sinh, cái bước đầu trong cái tháng đầu tiên và đặc biệt trong tuần đầu tiên hoặc là tuần thứ hai, các em sang học nhưng các em chưa bắt nhịp với cuộc sống sinh hoạt và học tập tại Singapore. Rồi ở phần lớn học sinh đi du học là các em đều xuất thân từ các gia đình rất là có điều kiện, bố mẹ rất là chăm, rất là chiều, sang bên kia phải tự lập, phải làm mọi việc, coi như là chưa quen, bị sốc một chút, rồi chưa quen về cái văn hóa ở ở bên nước ngoài ra sao. Có những cái trường hợp rằng là chán học tập một chút, đó tức là tâm lý tinh thần nó hơi đau đau một chút. Đó. Thì những cái đối tượng như thế này thì sẽ được chúng tôi đưa vào cái psychology clinic của nhà trường, tức là phòng khám tư vấn về tâm lý của nhà trường. Và sẽ được các giảng viên thăm hỏi này, động viên này và vạch ra những cái kế hoạch trong thời gian tới để giúp các em vượt qua được những cái trở ngại về ban đầu. Và nói thêm một chút về cái chuyên ngành tâm lý, tức là cái chuyên ngành tâm lý thì nó cũng là một chuyên ngành có thể nói rằng là rất là hay, thế nhưng mà cũng hơi khó một chút. Sinh viên sẽ được yêu cầu là phải hết sức chăm chỉ khi học tập. Đối với sinh viên Việt Nam mà nếu như các bạn muốn 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 học về cái chuyên ngành về tâm lý này ấy, thì trước tiên tôi tư vấn rằng là các bạn hãy học cái chuyên ngành Bachelor of Art, cử nhân về xã hội nhưng chuyên về psychology, tức là Bachelor of Art chuyên về psychology chỉ trong vòng 2 năm thôi, tức là nó cũng giống như đối với các chương trình cử nhân kinh doanh và cử nhân công nghệ thông tin. Cái cử nhân xã hội chuyên về tâm lý thì các bạn học trong vòng 2 năm. Sau khi các bạn ra trường thì có thể nói rằng là các bạn làm việc được trong đa lĩnh vực, bởi vì bất cứ một cái lĩnh vực nào ở những cái công ty lớn thì đều cần những cái nhân sự mà hiểu về tâm lý của mỗi một nhân sự, mỗi một người, mỗi một nhân viên để giúp công ty ổn định về mặt nhân sự. Và chắc chắn rằng một công ty chỉ hoạt động tốt khi có một lực lượng nhân sự ổn định. Các bạn cũng có thể làm việc trong lĩnh vực về kinh doanh, bởi vì các bạn cũng cần hiểu tâm lý của đối tác. Đó. Và các bạn cũng có thể làm việc trong những cái môi trường chỉ chuyên về tư vấn tâm lý thôi nhé. Nhưng mà nếu như các bạn muốn trở thành những các cái nhà tư vấn tâm lý chuyên sâu thì chắc chắn các bạn sẽ phải học lên tiếp lên thạc sĩ về tâm lý. Việt Nam thì tới đây em tin là cũng cái chuyên ngành này sẽ phát triển mạnh. Chắc Còn chắn. hiện tại ở các nước phát triển nhá, thì gần như là trường trường học nào cũng có một phòng tâm lý, bởi vì các em học sinh luôn luôn cần được hỗ trợ về tâm lý tốt nhất trong quá Đúng, trình chính học tập. xác, chính xác. Theo tôi đánh giá thì chắc là trong khoảng từ 5 đến 10 năm nữa thì cái số lượng học sinh sinh viên Việt Nam đăng ký theo học về chuyên ngành tâm lý tại Đại học Công lập James Cook chắc chắn là sẽ tăng.